Vào chiều ngày hôm nay, lực lượng chức năng đang điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 8 chung cư mini gồm 9 tầng và một tum trên phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân. Chung cư mini này có nhiều người sinh sống. Khi phát hiện có cháy, nhiều người đã leo lên mái nhà chờ được giải cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Chung cư mini xảy ra vụ cháy nằm ở mặt đường phố Quan Nhân, tầng 1 có kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ mini.